Mến chào quý cô bác, quý anh chị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại thì bây giờ mình đã có mặt tại thị trấn Sa Rài của Tân Hồng của Đồng Tháp đây các bạn. Thì ở đây mình được biết về cái hình ảnh của ba cha con các bạn sống ở cái căn nhà trước mặt đây các bạn. Không hiểu lý do vì sao mà người chồng đã bị tâm thần, cũng như bị tai nạn, bị tâm thần. Thì người vợ bắt đầu là nhẫn tâm bỏ đi. Và hiện tại là ba cha con sống ở trong cái căn nhà này các bạn. Như bạn nhìn thấy thì căn nhà này nó nằm ngay gần như thế là ở giữa cái cánh đồng luôn. Trong cái đó thì cái đường lên thì không có. Ba cha con để sống thì mình thấy trong cái nhà không có một cái gì luôn các bạn. Căn nhà này nó nằm ngay sát một cái sát cánh đồng này, nhà bằng thiết. Và chả hiểu lý do vì sao là lý do là chắc là do bị bệnh, xong bắt đầu là vợ thì bỏ đi, bỏ lại hai đứa con thì ba cha con sống ở đây. Không biết là lên kiểu gì đây. Cái đường này lên thì nó cũng hơi khó đây. Đạp vào cái đây. Ô, cây này nó sập luôn rồi. Không biết lên kiểu gì. Ở cái nhà này nó nát hết rồi. Em chào anh. Ba cha con ở đây á hả? À, ra anh ở đây. Ồ, nhà sau. Ồ, sau lắm mắt nhang này. Lắm mắt nhang này. Dạ. Là ở đâu cơ? Dạ. Em thấy đến cả mười mấy cái bát nhang này. Bát nhang này là anh làm hay ai làm đây? Dựng. Dạ. Từ trên dơ xuống. Rớt từ trên trời xuống hả? Dơ trên đây nè. À, nó rớt từ trên đó xuống. Dạ. Ồ, đây là. Cái này anh thờ gì mà nhiều bát nhang này? Thờ tiên Phật không biết thờ gì đâu. Chỗ này là ba cái này. Ừ. Trên này là ba cái này, bốn cái này. Là thành 7 cái này. 7 cái với bên kia là đi 5 cái nữa này. Là 12 cái bát nhang. Là anh thờ cái gì anh? Cô thờ rất người phương mặt ở ngoài, tiên Phật ở ngoài. Thờ tiên Phật ở ngoài ấy hả? À. Là anh ăn ngủ ở đây luôn hả? Ở nhà sao chất củi không ạ? À? Bà cái thuốc. Thuốc gì cơ? Thuốc nam. Thuốc nam hả? Ừ. Thuốc nam này là anh đi kiếm hay ai kiếm? Đi tự đi kiếm về để dành, mình không có bệnh trong cái này kia đâu mà. Là anh lấy cái này về, khi nào có bệnh là anh lấy anh uống hả? Cái này uống bằng cái gì rồi? Sao uống được? Nước đá mà nè. Bỏ nước đá vô cho nó ra nước. Bỏ nước vô, bỏ nước đá vô là nó ra nước là uống hả? À. Chứ tự đi kiếm uống chữa bệnh gì đó. Tự đi kiếm uống chữa bệnh, mà anh bị bệnh gì mà uống thuốc? Có bệnh này bệnh kia, có mình uống mình ngừa mà. À, bị bệnh nọ bệnh kia mình uống mình lừa hả? Ngừa bệnh. À. Rồi anh nấu cơm ở trên này luôn à? Có nấu cơm nhà má bên bờ. À, ý là nhà má gần đây có bên đấy nấu ăn. Rồi cho em hỏi thăm anh tên gì? Nguyễn Hữu Ái. Nguyễn Hữu? Nguyễn Hữu Ái. Nguyễn Hữu Ái. À, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 32. 32 hả? Thế còn là bà 42. 42 tuổi. À. Chú dậu. Thế vợ anh đâu? Không có vợ. Không có vợ hả? Không có vợ sao có con? Con này nè, hồi đó sinh ở ngoài Hàm Ngự ngoài á. Hả? Con ngồi vào đây chú hỏi vậy. Là hai bé này là con của anh. Tăng trưởng tương lai. Là một trai một gái hả? Là mẹ con đâu? Mẹ đi làm Bình Dương. Mẹ con đi làm Bình Dương rồi có về không? Lâu lâu về nào. Lâu lâu về hả? Sao bảo là mẹ bỏ rồi? Mẹ không có bỏ. Có nghĩa là lâu lâu về đây thăm con, nhưng mà không ở mấy ba nữa. Yeah. Vậy là hai vợ chồng là bỏ nhau, mẹ con mấy ba con là bỏ nhau rồi. Yeah. À. Rồi, cái em gái đâu vào đây chú hỏi này. Thứ hai, chịu con. Là con ngồi về kế bên ba này. Ngồi đây được không? Là hai đứa con của anh đúng không? Hai đứa con. Sao anh lại bảo đi xin? À, hồi đó là ấy không có gì, đi dân nghệ á. À. Rồi ấy xin đem xin về nuôi. Xin có chính quyền ngoài ngựa làm chứng mà. À. Phải không con? Là hai đấy. Không phải hả? Là ba con nói đúng không? Ba là con của ba đúng không? À. Là ba con bị làm sao hả? Bị té xe. Té xe hả? Té xe đúng. À.
Là anh bị té xe hả? Là xe đụng hả? Là bị lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Rồi bắt đầu là bị xong bắt đầu vợ mới bỏ đi đúng không? Có nghĩa là anh bị té xe, anh bị giống bị bệnh. Xong mà vợ mới bỏ đi. Nhưng mà lâu lâu vẫn về thăm con chứ đúng không? Lâu lâu thì về thăm con đi. Lâu lâu về thăm con là có cho tiền không? Có. Có hả? Cho nhiều không? Nhiều. À, ý là về đưa tiền để nuôi con đúng không? Rồi con đi học chưa? Đi rồi. Đi rồi hả? À, con học lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7. Rồi con học lớp mấy rồi? Con lớp 3, lớp 4. Lớp 4 hả? À. Mà anh làm gì mà anh cắm nhiều bánh nhang này anh? Thì mình cắm nhang như thờ tiên Phật trời trên. Thờ tiên Phật trên trời. Còn ở trong thì mình thờ hướng mặt hướng ngoài ở đây. À, trên cái chỗ này là thờ tiên Phật này. Ở đâu trên này còn bắt nhang nữa này, ô trên này cũng có nữa này. Còn ở trong thờ trên này là 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cái, 11 là 17 cái bắt nhang. Còn bên này là thờ những người khuất mày khuất mặt. À, những người khuất mặt là sao anh? Như người này ghi theo độ cho mình á. À, anh có gặp lần nào chưa? Về hoài à. Về hoài á hả? Về gặp anh á hả? Người ta về gặp anh người ta nói cái gì? Nói chuyện này kia được thì làm sao người ta đi, lên chùa. À, người ta đi lên chùa, người ta nói cái gì với anh? Người ta hỏi thăm cái này kia, người ta đi chùa. À, người ta hỏi thăm xong rồi người ta đi chùa. Là người khuất mặt á hả? Anh nói chuyện được với người khuất mặt luôn? À, nói được. Nói được luôn à? Nhưng mà thường anh nói cái gì? Người ta hỏi thăm này kia không á. À, người ta hỏi anh làm gì hả? Cái này khỏe không gì đó, cái tôi đi chùa. À, người ta hỏi khỏe không, không khỏe là người ta đi xong bắt đầu người ta đi lên chùa. Ở chùa Tân Hồng. Vậy là anh với mẹ, mấy vợ là anh là bỏ nhau rồi. Còn là hai đứa nhỏ này thì mẹ vẫn thỉnh thoảng vẫn về thăm. Để bao lâu mẹ về một lần con? Hai ba tháng về lần, về thăm hai đứa một lần. À. Rồi sao mà vợ bỏ, sao anh mới vợ anh bỏ nhau? Là thấy mình sẽ bị xe đụng nữa rồi đi. Mẹ con, cha quấn mẹ con mới bỏ đi. À, chưa bỏ lên chùa tôi. Sao anh lại gian. Sao anh lại quấn vợ? Mình đi mặn cái chuyện này kia nó bức rứt. À, mình đi mặn mà này kia xong rồi mình bức rứt hả? À, con đó. Cái thời gian bỏ lên chùa. Anh bỏ lên chùa hả? Anh lên chùa làm gì? Chùa tu, chùa Tân Hồng với mẹ. À, vậy là cha là hay la mẹ. À, xong bắt đầu là mẹ mới bỏ đi. À, chứ đúng ra là mẹ cũng thương bà lắm đúng không? À, xong bắt đầu là cha quấn mẹ cho mẹ mới bỏ đi. À, sao bữa nay là vợ về có quấn không? Không hả? Thì thương vợ chứ. Rồi đi về đi quỳ của nó chứ mình đâu có ấy được. Mình đâu có quấn la vậy gì. À. Thì chuyện của mình á thì mình hiểu của mình. Dạ. Còn cái chuyện của nó về thì nó thương mình nó mới về. À. Còn nó ghét mình đâu vậy. Thì biết chú anh không quấn không chửi không la mình sống mình đâu vậy. Mình sống tốt thì làm sao mà vợ nó ghét. Như nó như mình không quấn không đập đi nữa. Cái lời da tí vào ở ngoài nó thấu lưu tay nó rồi với ngang có chuyện này chị kia chứ mà. Là người ta nói cái gì anh? Chuyện này chị kia ở ngoài mình đâu có nó hiểu được. À. Chuyện ở trong nhà thì mình hiểu trong nhà. Còn chuyện ở ngoài đường thì mình đâu có hiểu, đâu có tìm hiểu chứ. À. Vậy là hiện tại bây giờ là anh sống ở trong cái nhà này luôn. Mà cái nhà này giống cái nhà bỏ hoang ấy đúng không? Rồi có nhà cắt mấy năm ở chữ thập đỏ cắt. À, có nghĩa là cắt nhưng mà lâu lắm rồi đúng không? Cái nhà trong đó mới dựng nữa. À, có hồi đấy nhà nước cho cái nhà này. Trời ơi, bắt nhang quá trời luôn này. Rồi gạo đây mình không nấu cơm mà mình bỏ gạo đây chi anh? Thì gạo nhà từ thiện đưa. À, người ta từ thiện người ta cho. Bên này là cũng mổ mà toàn có bắt nhang không? Chỗ nào cũng thấy bắt nhang. Yeah. Anh thờ người khuất mặt luôn hả? Mình thắp nhang rồi mình cấm gì chứ đâu. À, mình thắp nhang mình cấm vậy thôi đúng không? Mình không quỳ lại mình cấm được rồi. Là anh ngủ ở đây luôn đúng chỗ này, chỗ cái nhà này. Cái nhà xung quanh cái nhà nó chung là giống như y chang để cái nhà mà nó bỏ hoang lâu ngày á. Là ngày xưa là lúc mà anh lấy vợ là cả gia đình anh sống ở đây đúng không? Đâu có sống ngoài ngoài
là ngày xưa sống này, ngày xưa là sống ở dưới sông, rồi bắt đầu là sau về sau mới về đây, nhà nước cho mới về đây. À, rồi sống ở đây được bao lâu thì vợ bỏ đi? Bao gần năm mấy à? Năm mấy là vợ bỏ đi. À, anh thắp nhang hả? Được rồi. Anh tìm cái gì? Cứ lấy cái đầu lấy gì dẹp chứ có gì đâu. Con thấy cha làm nhiều bát nhang mà con sợ không? Sợ. Sợ hả? Con sợ gì? Con sợ thần linh á. Sợ thần linh á? Lúc con bị hù à. Con bị hù à? Con bị hù làm sao? À, người ta nói về hù cái con. Hù gì con không biết không? Có nghĩa là con gặp thần linh hả? Dạ. À, thần linh nói gì với con? Nói là... Cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi? Dạ. À, nhưng hôm đấy làm sao mà con gặp? Đâu biết đâu, lúc là có mẹ con này nè, con ngủ á. À. Ngủ chưa? Nó mưa bị. À. Rồi cha con thờ mấy cái này lâu chưa? Lâu rồi. Từ lúc mà ba con bị bệnh hả? Dạ. À, còn trước đó là ba con đâu có vậy đâu đúng không? Dạ. À. Bé gái ít nói nhỉ? Ừ. Rồi anh có nhớ vợ không? Không. Không nhớ hả? Sao vậy? Vợ thương mình á. Vợ về sống với mình. À. Còn vợ là chung thủy với mình rồi. Mình này vợ không thương mình, không chung thủy với mình đâu có quyết định được cho ta. À. Nhưng mà giờ anh có muốn vợ về ở với anh không? Muốn hay không nó quyền của mình, của ta chứ đâu phải quyền của mình. Ví dụ như anh thay đổi thì vợ nó về với anh thì sao? Đâu có làm gì đâu mà thay đổi. Đây nè, như vợ nó thương mình. À. Rồi đây, nó mới về sống với mình, mới hỏi mình này kia. À. Còn nhưng mà về hai vợ chồng có nói chuyện không? Cái này nó không thương mình, nó không ấy được, mình đâu có thương, mình đâu chịu ta được. Dạ. Rồi, vợ về thì có nói, anh với vợ có nói chuyện với nhau không? Vợ về thì mình hỏi thôi. Ừ. Như vợ nó suông sẻ thôi, mà cái này cái kia thì mình nghe. Ừ. Còn mà nó nghịch kịch với mình thì mình bỏ đi. À. Vậy thôi. Rồi từ cái hồi mà vợ bỏ đi đến giờ về là có gặp nhau, có uốn nhau lần nào không? Làm sao con biết là bà hay uốn mẹ? Tại vì con lúc còn lớp 1, lớp 2 á, con uốn mẹ, uốn cha, uốn mẹ. À, ưa uốn lắm hả? Dạ. À, đêm bỏ cho. Sao mà lúc đấy là ba đã bị bệnh chưa? Bị bệnh rồi. Lúc đấy bị bệnh rồi, dạ. Xong bắt đầu là ba ưa hay uốn mẹ. Dạ. Thế là mẹ mới bỏ mẹ đi, đi làm ở xa. Dạ. À. Lúc con còn nhỏ xíu quá, cha cho con dịch cho hơi xinh xỉn, cho quẹo quá, người ta lại đụng quá, cha gì luôn á. À, có lẽ lúc mà con còn nhỏ xíu, à, là ba đi chăn vịt hả? Dạ, à. Nhỏ xỉn gì xong bị con bà kia nhỏ cũng nhỏ xỉn đó, nhỏ chung với công an á. À. Xong rồi bá đông vô luôn, công an không làm gì chứ. À, là đâm tung vào ba đúng không? Dạ. Có nghĩa là đung xe vào ba. Rồi ba về ba mới bị bệnh. À. Ngày xưa anh làm gì anh? Làm đủ nghề. Làm đủ nghề là nghề gì? Làm mướn này kia, ra tiền là mình đi làm à. Có nghĩa là cái gì mà có tiền là mình làm thôi đúng không? Là ai mướn cái gì mình làm đấy. Ai mướn gì làm đấy. Chứ mình không là cái chuyện bậy bạ là mình không làm. Có nghĩa là làm việc chính đáng đúng không? Chứ không có đi làm mấy cái chuyện tào lao đúng không? Sau này bỏ mới đi tu. À, bỏ mới đi tu. Giờ anh còn tu không? Giờ mình tu ở nhà. Giờ mình tu tại gia. À, còn ngày xưa lúc bà bỏ là lên chùa tu. Tu niệm cái tâm thân, cái đầu óc mình rồi. À, anh thấy nhẹ nhõm hơn không? Nhẹ nhõm. Bởi vậy đâu có suy nghĩ tào lao này kia đâu. Là anh suy nghĩ cái gì anh? Như ta suy nghĩ tới đồ vợ, chứ thanh niên đồ vợ rồi này. Như là muốn lấy vợ hả? Còn ai nữa không? Là già anh có muốn kêu muốn vợ về với anh không? Thì muốn ai không muốn vợ như à, mình muốn sống. Anh nói sao để cho vợ về với anh này? Mình muốn sống như thế này á. Con có muốn là ba mẹ về với nhau không? Mình không đi tu nữa hả? Thì nói là hỏi em hay gì đó, tên gì đó, em có thương tôi không? Muốn về sống với tôi không? Làm lễ, làm nấu cơm gì đó mình cúng cho tròn trong nhà đến gia đình của mình. À. Rồi mình mới hai vợ chồng mới xâm hợp. À. Thì anh phải xin lỗi vợ hoặc anh phải ví dụ như để
À, ví dụ anh có lỗi với vợ thì anh phải xin lỗi vợ để vợ kêu vợ về chứ. Ừ, xin lỗi, cái chuyện xin lỗi là cái chuyện về mình thì gặp vợ mình có đồng ý cái này không, hay là người khác cái tự nhiên mình xin lỗi không biết. Nhưng anh có lỗi với vợ không? Không. Không có hả? À. Mà không biết cái người khác đó, người ta giả mạo cho người khác này như là vợ. Yeah. Và hỏi anh ấy xin lỗi ta là xin lỗi cái chuyện gì. À. Vậy là yeah. Hiện tại bây giờ là hai đứa nhỏ là sống cùng với ông bà nội. Yeah. Đúng không? Đây nè, anh nói cho anh hiểu luôn. Đây là cái chuyện của này kia, tôi giả mạo cho tôi là vợ anh nè. À, bây giờ anh của anh đi, anh có lỗi với tôi nè. Rồi anh phải cái chuyện anh có lỗi tôi anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh phải quỳ xin lỗi tôi hả, đi cái chuyện vô tới chính quyền nói cái chuyện đó. Cái này mình phải tìm hiểu tới lui rồi sao, rồi vợ ví dụ như anh muốn mà vợ về với anh ấy thì còn vợ thì cứ mình ở có về sống với mình không, hay là người ta giả mạo tôi lọt vào ấy, người ta bảo giả mạo vợ anh ấy hả? À. Người ta giả mạo ta lọt lên đây hỏi ấy xin lỗi ta cái chuyện gì. À. Rồi mà cái chuyện gì mà lỗi phải có với là... ta. Cái chuyện lỗi phải với ta là ta lỗi phải với mình, là cái chuyện gì đó là tự theo hai người giải quyết. Dạ, dạ. Cho nó suôn đẹp sẽ dạ. Từ hai người giải quyết. Vậy là bây giờ là hai đứa nhỏ là ăn uống ở bên nội hết, chứ không có ai ở đây đúng không? Mình muốn cái chuyện suôn sẻ đó là phải tới chính quyền. Dạ 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 dạ. Ký để giấy tờ. Cứ để bên đó em qua chị ạ, cứ để bên đó đi. Đàng hoàng. Có ông nội hay là bà nội ở đây không, cho em hỏi thăm tí được không? Rồi mọi người ở xóm giềng này kia ta chứng kiến này kia rồi. Dạ 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 dạ. Thấy không? Như ai nói vậy không? Chứ đâu phải một trời một vực mà người chọn người ta, mình. À. Đâu có cái chuyện đó, có cái chuyện lý do cái chuyện đó. Dạ. Bà cho con hỏi thăm một tí đây, chú này là con thứ mấy của bà? Con thứ tư. Dạ, là chú này chú bị tai nạn hay bị sao? Bị tai nạn. À. Tai nạn xe. À. Là lúc mà chú bị là lâu chưa? À, năm nay 9 năm rồi. 9 năm rồi. À, là bây giờ là chú ý, ví dụ như vợ mới hai vợ chồng chú ấy là giờ còn sống với nhau không? Là bỏ luôn hả? Bỏ luôn, vợ bỏ luôn. Là vợ bỏ hay là vợ bỏ đi? Vợ bỏ đi. Ừ. À, có nghĩa là giống là thấy chú bị như vậy rồi bỏ. Ừ. Rồi có về thăm không? Không, à, không có đâu, có gì về nhà mẹ. Thì mẹ của nó. Ừ. Rồi nó rước hai đứa này đi ngoài nó thăm hai đứa này thôi. À. Ừ. Có nghĩa là khi nào mà ví dụ chị đi làm về là chị rước hai bé này qua bên đó. Ừ. Rồi bắt đầu là thăm ở bên đó chứ. Ừ. Chị không qua đây. Không qua đây. À. Biểu người khác đi rước. À. Rồi bây giờ hai bé là sống cùng với bà. À, sống cùng. Ăn uống là bà lo hết. Lo hết. À, là mẹ có trợ cấp không? Không. À, vậy là tính ra là giống kiểu là từ khi mà chồng bị bệnh thì bắt đầu là chị mới bỏ. Ừ. Có nghĩa là giờ chị là bỏ chồng chứ không có bỏ con. Bỏ chồng chứ không bỏ con. Dạ. Lâu lâu á là như cả năm trời mới về thăm con một lần. À, một năm mới về một lần. Ừ. Và là có nghĩa là cái nguyên nhân là từ cái lúc này chú này bị bệnh. Ừ. Là bỏ luôn. Bỏ luôn. À. Là đi có nói không hay có ly dị gì không? Không có cái gì hết, không có lấy cái gì trên. À, có nghĩa đi là sách mình không đi. Ừ. Rồi con nói cho con cái có biết lúc đấy đi không? Hay là nói con đi. Là đi mằng. À. Thì về nữa đang nuôi con mà giúp cuộc là không có nuôi. À. Đi mằng đủ có ăn thằng nó ăn vậy đó. À. Vậy là lâu lâu cho tiền con thôi chứ không có gọi là không trợ cấp gì luôn đúng không? À. Là từ lúc mà anh ấy bị vậy là mới bỏ. Còn lúc trước anh làm gì bà? Đi mằng mướn. À. Đi mằng mướn rồi nhớ con cái gì thăm con. Dạ. Rồi cái bị tai nạn luôn, cái là không biết gì hết. À, là bị tai nạn cái bắt đầu là vợ mới bắt đầu mới bỏ đi đấy đúng không? Ừ. Dạ dạ.
Rồi bà cho hỏi thăm một chút là chú ý, ví dụ như mấy cái bát nhang mà chú để đây làm gì bà? Chú nhang đó chú thờ không biết thờ ai. Chú không biết thờ ai luôn. Vậy là giống là từ lúc chú bị bệnh chú biết em mới làm những cái này đúng mới không? Cả là một năm nay. Năm nay gì đó rồi thờ tùm lum vậy đó. Thích làm như vậy đúng không? Thích làm như vậy đó. Rồi nhà mình ở đây thì ví dụ như bà ông bà thì làm nghề gì bà? Đi bằng mướn ăn không mà chú. Đi bằng mướn. Rồi bắt đầu giờ là nuôi cả ba cha con luôn. Nuôi cả ba cha con. Bây giờ như là hồi đó cũng có đất ruộng phải không? Dạ. Rồi chú này bị tai nạn. Dạ. Rồi cái bán lo. Dạ. Có người bán lo cho con hết. Bây giờ là đi lên bằng mướn đi ăn thôi. Đi bằng mướn ăn thôi. Nếu vậy là cũng giờ là gánh nặng là đổ hết lên vai bà đúng không? Ừ. Lo cho nó ăn rồi lo cho nó học. Dạ. Vừa lo hai đứa cháu này rồi lo cho con nữa. Rồi lo vậy có đủ sống không bà? Có khi cũng như Mạnh Thường Quân đó. Giống như mỗi người cho ít gạo ít đồ. Ít gạo ít đồ vậy thôi. Dạ chứ dạ cũng... dạ. Rồi con hiểu rồi. Rồi hôm nay thì con tới thăm bà với anh ấy, với hai cháu ha. Dạ. Cũng chia sẻ về cái cuộc sống của gia đình. Bây giờ ví dụ như hai vợ chồng anh ấy giờ giống kiểu bỏ nhau rồi cho nên cái cuộc sống gánh nặng là đổ lên vai bà. Dạ, cho nên cũng vất vả ha. Nhưng mà cũng không biết tò mò mấy cái là không biết là cái mấy cái bát nhang này chú thờ cái gì thôi. Rồi mấy cái này không biết chú cột để làm gì này. Cột để làm đồ chơi. Cột làm đồ chơi hả? Buồn quá không có gì làm nha, làm đồ chơi hả? Dạ. Dạ dạ. Lấy tay khó cầu. Dạ dạ dạ. Dạ. Nói gì hoài, nói nước ngoài. Anh nói gì? Nói nước tiếng nước ngoài á, chú có biết không? Anh nói tiếng nước ngoài luôn hả? Mà nói sao em nói lại em nghe coi. Xuân. Là tiếng đấy, tiếng nước nào? Mỹ. Mỹ hả? Nói sao nói em nghe coi. Cái tiếng đấy anh tự phát minh luôn hả? Hay ta. Nhà khỏe nha. Còn anh hát được không? Có bài nào hay ca tặng em bài ấy. Ai hát tiếng Anh luôn. Thôi nay con tới thăm đấy bà, thì con cũng có tí quà biếu cho con thay mặt cô Sáu. Mua cho bà 500 để mua đồ ăn thức uống cho mấy bé nha. Dạ, cảm ơn chú khắc nghề rất nhiều cái này chú. Cho bà chứ không dám đưa cho chú. Bà mua thức ăn cho mấy bé nha. Dạ. Cái tiền này con thay mặt cô Ngô Thị bé Sáu gửi biếu nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi con cũng tới thăm gia đình. Rồi, nếu có dịp thì con ghé con thăm sau nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ha. Dạ, cảm ơn cũng... cô Sáu ấy. Cảm ơn cô Sáu. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, rồi con xin phép con đi nha. Dạ. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đấy các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.